Vũ xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay là Vũ cũng biết đến cháu và Vũ đến đây ghi hình cháu nên gửi đến những cái điều mà hay và những cái hay của bé, nên là đây là một sự bất ngờ mà Vũ đã phát hiện được một thần đồng của đất nước của Việt Nam chúng ta, một thần tượng tương lai. Ở đây là bà ngoại của cháu Khang. Giờ ngoại, cô ơi cho con hỏi là bé mà lúc mà mới lọt lòng ra tới năm bao nhiêu tháng là cháu mới biết nói chuyện với cô? Năm 27 tháng cháu mới biết nói. Dạ, lúc đó cháu nói là lúc đó là cháu đã nói chuyện gành chưa hay là chỉ bập bẹ thôi? Chưa, thì năm 27 tháng là mới biết nói bập bẹ thôi. Dạ. Là 28 tháng bắt đầu biết nói hơi rành là tự biết đọc luôn. Dạ, lúc đó mà cô phát hiện được cháu biết đọc là từ khi nào, cái sự bất ngờ hay là như thế nào? Bất ngờ, tại vì coi tivi á, thấy nó đọc, thấy bé đọc. Dạ. Rồi sao nó ủa sao này đọc, con bắt đầu cái nghĩ chắc nó thuộc lòng, mới lấy bắt đầu cái thử, lấy giấy viết ra. Dạ. Viết cái tự ngẫu nhiên của mình á, nó khác rồi, đưa tới đâu đọc tới đó, đọc thiệt lẹ, nó xả đọc lẹ lắm. Dạ. Rồi mới, nó mới biết là nó đọc. Và cô cho con hỏi là từ nào nay là có ai vô ghi hình của cháu không hay là như thế nào, có bao nhiêu người vô quay hay là sao? Có phóng viên Báo Đồng Khởi, Bến Tre, Đài Bến Tre, rồi Bến Tre Ngày Nay cũng nhiều lắm, rồi đài các tin các đài thì đài nào cũng có nó hết. Dạ, dạ. Hiện tại cháu bây giờ là cháu là được bao nhiêu tháng rồi cô? Hiện tại giờ là 32 tháng. Dạ, vậy là cháu biết đọc lúc hai mấy tháng? 28 tháng. Này là 32 tháng, vậy là cháu mới biết đọc này là 4 tháng rồi. Mới cũng như mới biết nói là 4 tháng đó. Dạ. Và cô cho con hỏi là hiện tại là mẹ của cháu là làm công việc gì cô? Làm bên Giao Long, bên xí nghiệp Giao Long mình á, làm bên điện tử. Chắc có lẽ là mẹ cháu cũng gần tiếp xúc với cháu hơn bà ngoại đúng không? Ít hơn, tại vì mẹ đi làm là thường. Không có ở nhà, chỉ có nhà chủ nhật thôi, rồi nhiều khi cả đêm rồi cũng ngủ tới chiều cũng đi làm mà. Chỉ ở nhà bà ngoại. Dạ. Yeah. Nhiều khi bà ngoại, nhiều khi mẹ đi làm gì khi nó quên mặt luôn chừng đó. Bỏ tối ngày bỏ nhà chứ. Ở nhà bà ngoại chứ. Cười, cười cười bị gung mới quay. Con này cho chú hỏi là con tên gì? Con gì nói chú nghe. Con tên gì? Con tên gì? Tướng Khang. Tướng Khang năm nay con nhiêu tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi. Tuổi con gì? Tuổi con gì? Con gà con chích. Con gà con chích hả? Con gà con mà ra là... Con gà đọc tiếng Anh bằng tiếng Anh đọc sao con? Có. Con gà tiếng Anh đọc sao? Con gà là gì? Chích. Nhớ nè. Chích chừng. Trời đất ơi, tôi không biết con gà là chích kênh luôn ông nội ơi. Rồi. Đứng đây ngồi đây với ngoại. Kìa, chú bày kìa. Chú viết tên của chú cho con đọc nha. Dạ con. Rồi coi viết cái gì tên đó vợ. Ừ. Thanh. Ủa? Thanh Vũ. Thanh Vũ, giỏi quá. Tên ai con? Tên chú. Tên con cháu. Đây giờ chú viết số này cho con coi nha. Cái số này là cái số 4 nè. 4. Phải số 4 không? 3. 7, số 4. Số mấy con? Số mấy con? Số 3. Số 3 rõ ràng, số 3 không? Để chú viết cái số này cho con coi nha. Số 4. Cái số này là cái số 10. Số 0. Số 0 hả? Vậy là chú sai rồi, con đúng không? Dạ con chú ghi cái từ này cho con chú ghi cái từ này cho con đọc nha. Bây giờ chú ghi cái từ này nè. Đọc lớn lên. Học sinh. Bây giờ ra tiếng Anh luôn, bây giờ đọc ra tiếng Anh luôn. People. Giỏi quá. Đây chú làm cho. Đây chú làm cho ha. Giỏi làm nha. Làm hết thì chú viết lại nha. Rồi, xong rồi. Rồi. Nè, hớp miếng nước đi. Hớp miếng nước, dạ, phè phè cái đi. Chào bà con cô bác nha. Đây là một cái nhân tài mà bé mới vừa, bé mới là 2 tuổi rưỡi thôi cả nhà. Có nghĩa là một cái ngẫu nhiên mà bé đã phát ra, đọc được.
Bất chi. Tuy rằng bé không biết viết nhưng mà bé đọc được cả tiếng Việt và tiếng Anh. Có nghĩa là từ nào mà tiếng Việt dịch sang tiếng Anh luôn. Để Vũ thử cho cả nhà xem nha. Lần đầu tiên Vũ đến đây luôn đó. Bây giờ chú ghi cái từ. Nè. Con gà. Giỏi quá. Cái chữ nào là chữ gà đâu, con chỉ chú coi coi. Con gà là chicken. Rồi con gà là sang tiếng Anh là chữ gì? Chicken. Chicken. Giỏi không cả nhà? Trời tôi cũng không biết, chicken là con gà luôn á trời. Giỏi không? Rồi để rồi chùi đi con. Trời ơi tôi ngu hết biết tôi viết tôi không dám chùi luôn đó chùi kìa. Giỏi quá. Rồi. Con gì? Để chú đọc bài này cho con đọc nha. Chữ gì? Hello. Giỏi quá. Khoan, từ từ. Hello, xin chào. Hello là xin chào hả? Trời ơi, tôi khùng tôi không biết trời, cháu nó hay thiệt chứ. Hello là xin chào đúng không? Rồi. Đó. Viết từ gì ta? Con hổ. Con chó. Con chó. Rồi tiếng Anh. Dog. Dog. Trời ơi tôi đâu biết dog là con chó đâu trời. Dog là con gà hả vậy con ơi. Hay dữ người ta. Nó viết vừa xong nữa vừa đọc ra. Để chú viết cái chữ khác cho con đọc nó nghe. Chữ. Nè cái từ này nào. Chữ. Chữ gì? Yeah. Yeah. Đó. Ồ, dữ dằn dữ dằn ha. Cái chữ và bây giờ chú bệnh chú bỏ hai cái chữ này nè, chú bỏ hai cái chữ này. Rồi chữ này là chữ gì? Y. Y. Còn đây nè, cái chữ này là chữ gì con? Chữ này là chữ gì? W. Ồ, đắp ba điêu luôn. Hay dữ ta. Rồi, để chú viết cái chữ này cho con đọc nha. Tối hả? Chữ gì? What. What. Tiếng Việt là gì? What's your name? What's your name là tên gì? What's your name? What's your name? Yep, your name. What's your name? Rồi. What's your name? Rồi đọc sang tiếng Việt. What's your name? Rồi quá, này quá cho anh em. What's your name? Đúng rồi. Hay dữ rồi ta. Phan, bây giờ chú thử con cái nữa nha. Rồi chắc nhức đầu không? Con có bị nhức đầu không? Con có bị nhức đầu không? Nè. Thôi được rồi. Đừng có. Muốn không? Phải. Bú lắc rồi đọc rồi đọc từ chữ rồi nè. Bú lắc rồi giỏi quá ta. Bú lắc cả nhà biết sợ không chứ Dũng thật sự là Vũ bó tay luôn rồi đó cả nhà. Uống miếng nước đi. Trời ơi, uống miếng nước còn nước tiếp này con. Này phải chú này học con một phá nữa quá. Nè. Con heo. Con heo hả? Tiếng Anh đọc sao con? Chị big. Trời giỏi quá. Big nè nè. Big. Con gà. Rồi, cái tên này tên gì? Cá mèo. Rồi, dịch ra tiếng Việt là con gì? Cá mèo. Mèo. Trời đất, quỷ thần thiên địa hội ơi. Cá mèo. Khác là mèo, thấy chưa cả nhà? Mèo. Tụi mấy tôi thử ăn cái gì nữa nè. Bó tay luôn rồi đó. Có báo nữa hả? Tao đâu có hay, tao chạy qua rồi. Xe đạp. Xe đạp, tiếng Anh đọc sao con? Bicycle. Ông nội mẹ ơi. Bicycle đâu phải xe đạp, bicycle là xe ben. Xe ben là gì Ben? Xe ben, đâm chọt. Trời ơi, xe ben là đâm chọt hả con? Đúng không biết ai là đâm chọt. Xe ben nha. Xe ben giết nha. Đúng rồi, đúng rồi. Xe ben. Xe ben là giết xe ben. Xe ben. Giết xe ben. Xe ben. Giết xe ben. Qua. Tiếng Anh, tiếng Việt đọc sao? Qua. Chú viết gì chú không biết này là gì luôn. Không đọc được. Chú không biết đọc luôn. Để chú lao cho sạch nha. Qua trên xe ben nha. Ừ. Qua trên xe ben. Bỏ chữ nó chơi thôi mình nó dặn nó nớt quá đâu. Tao đâu có nghe. Cứ chừng cái tao say luôn. Tóm chọc.
Giờ hỏi gì nói nữa. Tao tiếng chừng tao say tôi biết tôi thử ông gì đó, tôi cầm cái chiếc mà tôi không biết gì chị chờ không doctor là gì à, đây nè, đây nè, hoa nè, để chú viết cái gì con đọc nấy. Bác sĩ chưa, chị cho nghe bác sĩ rồi để nó dòm là cứ hiểu cái dần hay bác sĩ là gì con. Rồi đọc tiếng Anh chú nghe coi. Doctor trời đất coi ông ơi, ông thần ơi, bác sĩ sao nữa con công 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 nhân chưa chị nhân ra công nhân rồi thì sao con biết chú gì ngay chữ công nhân. Công nhân tiếng Anh, công nhân là gì con? Thì viết viết cái luôn tiếng Anh đi rồi hỏi nó tiếng Anh rồi rồi tiếng Anh trời coi. Bây giờ cả nhà bây giờ mình thử như thế nào đây, bây giờ nếu mà cả nhà quý khán giả mình nha mà xem được cái video của Vũ á thì cả nhà cứ cho Vũ một cái dòng comment ở phía dưới video nha, để một lần một cái dịp sau nữa Vũ qua Vũ sẽ thử cháu nghe cả nhà. Bây giờ chung vài câu nữa nha. Về nên nó chạy ra đó. Nó chạy ra nó đương chơi gọi nhà nó nằm. Giờ chú thử con gì nữa đây. Chú ông biết. Cái gì ông cũng biết. Giờ tôi cũng biết cái gì nữa nè. Thiệt tình luôn á. Bây giờ đây cái nào nè. Ben. 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 Quân. Mấy chữ nó khó đó. Quân. Quân. Quân mật. Quân mật. Cái chữ này là chữ khuôn hay là chữ khuân? Khuân. Khuân tôi viết sai rồi ông nội. Chữ ô. Như vậy là đúng không con? Khuôn mặt. Này khuôn mặt đúng không? Trời ơi tôi tệ hết với tôi nữ cháu tôi mà tôi viết sai nữa. Chữ khuôn mặt. Con mẹt. Tiếng Anh đọc sao? Phá rồi. Trời ơi trời, tiếng Anh đọc chữ phá nồi hả con? Số 5 con đọc nha. Số 5. Số mấy? Số 7. Số 5. Số 7. 7 rồi, 7. Số này là số 5 đúng không cả nhà? Theo con đọc số này số mấy? Số 7. Số 7 luôn. Số 7. Đây là số 6 nè. Số 8. 8 rồi, 8. Bây giờ đấy là nào. Nhiều. 7 y 2. 7. Rồi cái 1 với chị nó biết cái này. 712. 712 hả con? Trời. Nó đọc vậy thôi 712. Cái này hình như là 217. Hả? Thằng trăm nó không biết. Nó nghe mới đây 712. Anh chùi luôn. Thôi đừng chùi con. Cái này là đọc là 669 hay là đọc 69? 669. 69 hả? Trời ơi. Ông sợ người ta phát hiện giọng bôi liền chứ ông. Còn là chiếc. Nó chạy gì mà nó đi chầu á chị coi coi nó chạy gì mà nó đóng như này cái cửa mấy cửa nữa. Con con thiền. Con thiền hả? Tiếng Anh đọc sao? Con thiền. Thiền đi. Con xong rồi. Trời đất coi, ở đâu mà con suy nghĩ ra hay vậy? Con bột. Ừ, giỏi nha. Nè. Con bột. Trời ơi, chú với chữ mày. Xấu quá con ơi. Máy. Máy bay. Máy bay tiếng Anh đọc sao con? Áp đèn. Trời đất coi, chú đọc không biết đâu. Cái này là Vũ là... vô tình là Vũ hỏi những cái câu hỏi, Vũ viết những cái từ ra là cho cháu đọc qua cả nhà. Thực sự là không ngờ bây giờ Vũ không biết Vũ thử như thế nào nữa cho nó thiệt. Con há heo. Rồi bây giờ nè. Nè con nè. Con ăn. Tiếng Anh đọc sao? Chú Anh rồi. Đọc lại chú nghe coi. Chú Anh nè. Chật câu, chú không biết luôn. À, nhiều khi viết ra tiếng Anh thì nó bum 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 tiếng Việt đọc sao? Biết đọc câu biết tiếng Việt